Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng thi lộ diện ngay bây giờ bằng việc xuất hiện các cặp đôi người chơi. Để làm quen với họ thì xin mời quý vị khán giả hãy lần lượt đến với những đoạn video clip giới thiệu. Hãy cùng đến với đoạn video clip đầu tiên ngay sau đây. Tôi tên là Phạm Thị Thúy Hằng, là mẹ của bé Nguyễn Phạm Hoàng Việt Hoa. Bé nhỏ chút xíu à, cứ nhõng nhẽo à, suốt à. Hồn nhiên mà hồn nhiên quá mất luôn. Bé rất là thích làm ca sĩ. Có thể là con không có làm được đâu, tại vì con có cái phần khiếm khuyết của con á. Sinh ra thì bé bị suy hô hấp, cứ bồng bé trên tay là một chút á, là bé tím rồi lại ngừng thở. Mình cứ hoảng hồn, mình cứ phải lo mà mình cứ phải chạy bồng bế mà chạy vào cấp cứu. Thì lúc đó người ta nói là bé bị bong võng mạc độ 5 rồi, tức là không có cứu được. Mình cứ nghĩ là ôi cuộc đời con mình thấy là vô vọng rồi. Nhưng mà khi mà tới trường Nguyễn Đình Chiểu thì mình thấy các bé sống hồn nhiên, rồi có những em lập gia đình. Mình cũng hy vọng là con mình sau này cũng được sống độc lập giống như các bạn ở đây. Em Hoa được mọi người trong gia đình rất là yêu quý. Em là một người sống rất là tình cảm và có tài năng nữa. Mục đích tham gia chương trình của hai anh em là đầu tiên là để thỏa được cái niềm đam mê của cả hai đứa. Và thứ hai, em cũng muốn giúp cho bé Hoa đây là có được một cái sân chơi thật là lành mạnh và bổ ích. Dù bé Hoa không may có một đôi mắt tối, nhưng nụ cười thường trực trên môi lại mang một ánh sáng rạng ngời cho gương mặt em. Tôi hy vọng tham gia chương trình Gia đình Song Ca sẽ giúp em có được nhiều niềm vui. Trôi thật nhau để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau, ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười muộn phiền rằng đôi khấm nở. Tôi từng mong tôi không là tôi, tôi từng mong tôi sống bao người để sống thành thời sống như tôi vẫn mẹ. Và rồi tôi nhận rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ và đầy ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống quá. Có loài hoa ở trên đồng xanh, cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Mỗi loài hoa mỗi sắc của tôi.
sẽ không dễ dàng. Chào hai anh em. Dạ con chào cô. Con hôm nay con đến đây con hát cùng với anh của mình. Con có vui không Hoa? Dạ có. Cảm xúc của Tuấn ngày hôm nay như thế nào? Dạ em rất là hạnh phúc khi mà được giúp Hoa có được niềm vui. Và ở vòng này là hai anh em chọn một bài nhạc trẻ nhẹ nhàng. Dạ. Con có thích ca khúc này không? Dạ thích. Cô cũng thích ca khúc này lắm. Dạ. Cô luôn có một sự xúc động rất là mạnh mỗi khi mà nghe khúc, ca khúc này, nhất là khi mà nó được hát vang lên bởi những người trẻ, bởi tấm gương về nghị lực sống. Cảm ơn Việt Hoa với ca khúc này nhé. Rồi bây giờ Việt Hoa, con hướng về phía trước nè. Rồi con sẽ lắng nghe từng giọng xem con nhận ra được mọi người không ha. Dạ. Rồi nhưng mà ban giám khảo lên tiếng. Cô chào con. Con chào cô ạ. Cô nào vậy con? Dạ cô Cẩm Ly. Hoa ơi, cô Ly lại bị cái vấn đề đó nữa. Nó thuộc về cảm xúc, là tim là đập mạnh nữa. Em cũng bị. Cô cảm thấy rất là xúc động. Cái bài hát này là một cái bài hát sống như những đóa hoa. Cái lời trong bài hát nó hay lắm. Mà hôm nay nó được hát bởi chính con. Trong cái lời hát, khi mà con hát cái câu này, cô rất là thích là: tôi không là hoa buồn lo, mà tôi sẽ là hoa nụ cười. Cô mong muốn rằng tuy rằng mình bị kiếm hiếp về bên ngoài, nhưng tâm hồn của con phải sống lạc quan và yêu đời như những lời trong bài hát này. Mình sống hạnh diện như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm cho đời, và tôi mãi là chính tôi. Xin chúc mừng tiết mục của hai anh em rất là nhiều. Cảm ơn cô Cẩm Ly, chú Đại Nghĩa. Nãy giờ là chú Nghĩa không có dám nhìn lên, là bởi vì chú Nghĩa sợ là cô Vân sẽ mời. Ít khi nào mà chú Nghĩa cảm thấy là mình ngồi ở vị trí giám khảo mà để mình phải bị quá xúc động. Chú không có muốn một cái hình ảnh mà mình như thế này, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái sự công tâm của chú khi ngồi ở vai trò này. Nhưng mà phải nói là con và anh của con đã làm được quá nhiều so với như một cái bạn nhỏ ở tuổi con. Và trong một cái bài hát đầy ý nghĩa như vậy thì chú nghĩ rằng nó sẽ là một cái ngọn lửa, nó truyền đến cho tất cả những người xung quanh, ngay cả những cái người mà không bị khiếm khuyết gì cả. Khi nhìn con, khi nghe con hát thì mọi người sẽ cảm thấy rằng cuộc sống này của mình còn quá nhiều may mắn, còn quá nhiều điều ý nghĩa để chúng ta có thể sống và vươn lên như những đóa hoa. Mà con là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho tất cả mọi người cùng thấy. Cảm ơn con và anh con về cái thông điệp mà các con đã mang đến. Cảm ơn chú. Cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn hai anh em. Và chúc mừng hai anh em với tiết mục thật tốt ở vòng đầu nhé. Dạ. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.